Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Biến trụ sở Bộ Công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm phải trả lời công luận Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam Người dân không thể tin nổi lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn với trách nhiệm là đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội đã để xảy ra các bê bối rất nghiêm trọng tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền, vân vân. Với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, y như phường đầu trộm đuôi cướp đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Công an điều tra vụ bán xe gian tại trụ sở Bộ Công an. Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 12 đưa tin, công an điều tra vụ bán xe gian tại trụ sở công an. Điều đang nói trong vụ việc này là chiếc xe gắn máy Honda bị mất trộm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. 8 tháng sau lại được giao bán trên mạng xã hội, mà địa điểm giao dịch mua bán tăng vật của trộm lại là trụ sở công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo pháp luật thành phố cho biết vào ngày 8 tháng 12 trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung Xe Honda của chú TQH mua cho con trai đi làm ở quận nhất, nhưng sau đó chiếc xe đã bị mất trộm vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Nhưng tới hôm nay, chiếc xe Honda đó lại được giao bán công khai trên mạng xã hội. Địa điểm giao dịch mua bán tại trụ sở công an ở xã Đông Thạnh, huyện Học Môn. Được biết nạn nhân mất xe đã đi cùng với hai hiệp sĩ đến trụ sở công an xã Đông Thạnh để xem chiếc xe bị mất trộm được giao bán. Lúc này, chiếc xe mất trộm đã được gắn biển số giả có số là 61K199199. Trong các clip được chia sẻ là cuộc trao đổi giữa các hiệp sĩ chủ xe bị mất trộm và người bán xe gian. Trong trụ sở công an xã Đông Thạnh, tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật như sau: Một người thì hỏi, xe anh bán có giấy tờ không? Thì người bán xe nói không. Sao anh biết xe không có giấy tờ mà anh là công an viên? Người kia đối chất, người bán trả lời, chuyện đó tao không cần biết, xe đó tao mua lâu rồi, tao không biết là xe mất cắp. Người đối diện lại hỏi, anh là công an viên đúng không? anh ra tới phường, anh biết xe không có giấy tờ, anh vẫn giao bán trên mạng xã hội. Tại sao lại như vậy? Đáng ngạc nhiên, vẫn theo tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người có hành vi tiêu thụ xe ăn cắp lại lớn giọng thách thức để hăm dọa rằng: "Nè, mày đừng có hỏi nhiều cái chuyện đó." Trụ sở Công an xã Đông Thạnh, nơi xảy ra vụ việc, hình chụp từ video clip. Trao đổi với phóng viên của báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, anh NHL, một hiệp sĩ trong cuộc cho biết anh là người đã liên hệ với tài khoản giao bán chiếc xe bị mất cắp để mua chiếc xe nó trên với giá 24 triệu và được người bán xe thông báo là xe không giấy tờ. Vẫn theo hiệp sĩ NHL, người này xưng là công an xã, chạy xe không giấy tờ thoải mái nên chúng tôi an tâm. Anh ta nói cứ vô bên trong công an xã Đông Thạnh để giao dịch nên chúng tôi chạy vào trụ sở để coi chiếc xe mang biển số 61K1. Khi đó chủ nhân của chiếc xe nhận ra thấy xe đó có bề ngoài giống hệt với chiếc xe của mình. Sau khi kiểm tra số khung thì chủ xe khẳng định đây đúng là xe đã bị mất cắp ở quận nhất vào hồi tháng 3 năm 2023. Vậy mà theo tờ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một đại diện của công an huyện Học Môn cho biết đã nắm bắt được vụ việc và đang lập hồ sơ điều tra làm rõ. Riêng người bán chiếc xe ăn cắp tại trụ sở công an xã Đông Thạnh thì không phải là công an mà là người này trước đây từng là công an viên nhưng đã nghỉ từ lâu ông bộ trưởng bộ công an đầy tai tiếng của việt nam tô lâm dư luận xã hội thấy rằng vụ việc này đã chứng minh lực lượng công an nhân dân vi phạm pháp luật không dừng lại ở tư cách cá nhân mà còn là việc vi phạm có tổ chức đồng thời dung túng cho kẻ phạm pháp nguy hiểm hơn đó là việc biến trụ sở công an thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp đó là những bằng chứng cho thấy đạo đức tư cách của cán bộ chiến sĩ công an đã ở mức báo động nghiêm trọng. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng, thượng bất chính, hạ tắc loạn, không chỉ trong nội bộ ngành công an, mà cả ở thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính quyền ở Việt Nam. Công luận cũng đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải trả lời cho người dân được rõ vì sao lại để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin biến trụ sở công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp, Bộ trưởng Tô Lâm phải trả lời công luận ra sao. Nhân danh xã hội chủ nghĩa, tại sao Việt Nam không miễn phí giáo dục và y tế thừa ông Tổng Bí Thư? Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt trên mọi lĩnh vực với tất cả các quốc gia. Xu hướng chung hiện nay vì hướng tới một nền giáo dục miễn phí trên thế giới cũng như khu vực ASEAN là tương đối phổ biến. Ví dụ Vương quốc Thái Lan, từ năm 2000, nhà nước đã cho miễn phí giáo dục toàn bộ cho học sinh trong suốt 12 năm học, kể cả học nghề. Đồng thời, nhà nước chi trả tiền cho tất cả các chi phí sách vở, cặp sách, đồng phục có ba loại khác nhau. Phụ huynh học sinh ở Thái Lan không phải trả bất cứ chi phí gì, trừ tiền cho con ăn quả, kể cả bữa cơm trưa của học sinh cũng do nhà nước lo. Điều việc kể trên thực sự là giấc mơ của các bậc cha mẹ học sinh ở Việt Nam bởi chi phí học hành cho con em luôn là một gánh nặng với vô vàn các khoản phụ thu vô lý. Nhưng nếu phụ huynh không đóng thì họ và con em họ sẽ không được yên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết, tới thời điểm tháng 9 năm 2023, trên cả nước có 4 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh trong năm học 2023-2024, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nam với chi phí mỗi năm đến, đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm học 2022-2023, cả nước có một số tỉnh, thành phố thông báo miễn giảm học phí cho học sinh bao gồm Quảng Bình, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Mới nhất theo báo Giáo dục vào ngày 8 tháng 12 đưa tin, Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí. Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về chính sách học phí và thu học phí cho học sinh, trong đó sẽ miễn giảm học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở. Dư luận cho rằng dù thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở nhưng cũng đã là một thành tích đáng ghi nhận. Theo kinh nghiệm từ các nước phát triển, giáo dục là nền tảng và là yếu tố rất quan trọng để phát triển quốc gia. Sự thành công của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy nếu nhà nước coi trọng và đầu tư thích đáng cho giáo dục thì sẽ mang lại kết quả lớn về lâu về dài. Và đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư khôn ngoan nhất cho quá trình phát triển bền vững. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ thì luôn khẳng định Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Mà một trong những ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội chính là việc đảm bảo miễn phí về giáo dục cũng như y tế. Các quốc gia vốn theo đuổi chủ nghĩa cộng sản trong quá khứ và hiện nay như Cuba và Bắc Triều Tiên cho đến nay, dù họ là những quốc gia nghèo đói, song chính quyền của các quốc gia độc tài vẫn tiếp tục duy trì chính sách, giáo dục và chữa bệnh miễn phí cho toàn dân. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính vào năm 2021, 2022 và 2023. Ngược lại, ở Việt Nam, hai lĩnh vực giáo dục và y tế đã bị đảng và nhà nước bỏ mặc, không quan tâm. Nguy hiểm hơn, nhà nước còn sử dụng chiêu trò xã hội hóa để rút bớt ngân sách dành cho giáo dục và y tế vốn dĩ đã quá ít ỏi, để chi quá nhiều cho công an và quân đội. Theo dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính trong 3 năm liên tiếp gần đây, ngân sách chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng với chi phí thấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Cụ thể, vào năm 2022, thì Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm đẩy tai tiếng, được phân bổ số tiền 95,5 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2023, được tăng lên trên dưới 100 ngàn tỷ đồng. Trong khi năm 2022, ngân sách chi giáo dục chỉ là 6.500 tỷ đồng và năm 2023 là 6.500 tỷ đồng tương tự như thế. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy chi ngân sách nhà nước cho ngành công an cao gấp khoảng 13 lần ngân sách chi cho giáo dục và đối với ngành y tế cũng tương tự. Điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam đã có sự ưu tiên quá mức với sự an toàn của Đảng và chế độ. Theo giới chuyên gia, việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài trên mọi lĩnh vực trong sự phát triển của việt nam điều đó sẽ cung cấp cho đất nước một lực lượng lao động trẻ trong tương lai có đầy đủ đạo đức kiến thức cũng như kỹ năng sống để góp phần trong việc xây dựng đất nước rõ ràng mối quan tâm lớn nhất của đảng cộng sản việt nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo quản lý nhà nước và xã hội của họ hoàn toàn không hề xuất phát từ quyền lợi của nhân dân nếu người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hễ mở mồm ra thì đều hô hào tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chính quyền thì tự xưng danh rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Công luận đặt câu hỏi, Đảng và nhà nước cứ nhân danh xã hội chủ nghĩa, nhưng tại sao Việt Nam lại không miễn phí về giáo dục và y tế như Bắc Hàn và Cuba? Thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin nhân danh xã hội chủ nghĩa, tại sao Việt Nam không miễn phí về giáo dục và y tế, thưa Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm